đã trở lại với kênh chơi game ảo kiếm thật của mình. Thì cũng có nhiều anh em sau khi xem xong cái video của mình ấy, những cái video của mình thì cũng có nhắn tin hỏi xem là nên đầu tư như nào, khoản bao nhiêu. Thì thực ra thì nếu mà để mà chia sẻ về cái khoản đầu tư như nào và khoản tầm bao nhiêu thì thực ra thì nó cũng rất là khó, tại vì là mỗi thời điểm cái mức giá cầu thủ nó lại có cái sự chênh lệch khác nhau, đúng không? Mình có thể nói cái giá chuẩn được cho các bạn, nhưng mà có thể áng chừng ở một cái khoản nào đấy, ở một cái khoản nào đấy. Thì để mà khi mà tham gia các game blockchain, những cái game mà mới ra, nó đang bắt đầu ở giai đoạn gọi là thu như nào nhỉ, đang gọi ở cái giai đoạn kêu gọi đầu tư vốn ấy, hoặc là nó chưa có những cái market các kiểu ấy, thì những cái game đấy thì các bạn có thể đầu tư từ 5 cho đến 10 triệu, đúng không? Để mình dạo đầu tư khi mà chưa có market thì mình có thể là 5 đến 10 triệu và quay token ấy, hay quay pet bổng gì gì đấy. Còn ở những cái game mà nó đã có market rồi và nó cái vốn đầu tư nó đã gần như là hoàn thiện rồi ấy, thì nó sẽ có, thì cái mức mà các bạn để đầu tư vào sinh lời ở cái game này thì mình nghĩ rằng nó luôn luôn ở cái khoảng tầm từ 10 cho đến 20 triệu, khoảng khoảng đấy. Đấy là mình có thể là chơi được rồi, đúng không? Đấy, thế nên là đây là mình cũng muốn chia sẻ để các bạn hiểu được là cái dòng game blockchain nó không hề rẻ, không hề rẻ đấy. Mà nhất là những cái game mà nó đã là đã có cái bước hoàn thiện rồi thì nó không hề rẻ đâu. Thế nên là khi mà mình đầu tư vào game thì mình cũng xác định là mình sẽ phải tốn từ khoảng 10 cho đến 20 triệu. Thì ở đây thì mình sẽ tư vấn cho các bạn ở trong cái khoản khoảng là 10 cho đến 20 triệu nhá. Đấy, khoảng khoảng đấy, có thể là lên đến 20 25 gì đấy. Thì mình sẽ tư vấn cho các bạn ở cái khoản đấy. Thì các bạn sau khi mà xem xong video này rồi thì cũng có thể là rút ra được nhiều cái kinh nghiệm, cũng có thể là lựa chọn những cầu thủ mà nó không không nhất thiết là phải những cái cầu thủ mà mình tư vấn cho các bạn, đúng không? Thì ở đây mình sẽ lấy một cái bài đăng của một bạn admin trên trang Solare, trên group đây. Đây là group của anh em nhé, Solare Fantasy Football Việt Nam group này. Rồi thì ở đây thì mình có đăng lại một cái bài của một bạn admin ở trong nhóm. Thì bạn ấy có rất là chi tiết cụ thể, nào là cách chơi như thế nào này, bờ là các kiểu, con này điểu này, bắt đầu này, mua thẻ như nào đấy, rất là chi tiết, rất là các bạn rất là chi tiết, đúng không? Thì các bạn có thể đăng nhập vào join vào cái cộng đồng này, Soare Fantasy Football Việt Nam group này đấy, để các bạn có thể là đọc kỹ hơn, tìm hiểu kỹ hơn những cái thông tin về game, đúng không? Thì ở đây thì bạn ấy có gì nhỉ, có bốn cầu thủ, có bốn cầu thủ gọi là tư vấn cho anh em. Thì ở đây thì cầu thủ thứ nhất là Brand Kaman này, anh em nhìn chỉ số nhé bạn này, tức là bạn này sau khi những cái mà trên này anh em có thể do và anh em đọc, thì trên này bạn này đã tính toán rất là kỹ là làm thế nào để anh em hồi vốn rồi các kiểu, đúng không? Thì ở đây thì bạn ấy lựa chọn gần như là bốn cầu thủ đấy, bốn cầu thủ. Thì bây giờ mình sẽ đi từng cái cầu thủ này để mình xem nhé. Thứ nhất là cầu thủ Brand Kaman này, đúng không? Rồi mình đợi đấy, trở về đây và mình sẽ đăng nhập vào cái account của mình nhé, để mình sẽ xem từng cầu thủ một, xem nó mức phí hay mức giá nó có thay đổi không. Ok rồi, thì ở đây mình sẽ xem cầu thủ đầu tiên. Thì ở đây thì gần như là anh em chơi mà muốn tiết kiệm nhất thì đều là lựa chọn bốn cầu thủ thôi, còn lại thì thằng thủ môn thì anh em nên lựa chọn thẻ common cho thẻ trắng ấy. Còn để mà lấy chọn những thủ môn như nào các kiểu thì mình đã hướng dẫn ở những cái video trước rồi, đúng không? Để anh em có thể là lựa chọn được những cái thủ môn tốt mặc dù là thẻ common. Ok, thì ở đây mình sẽ search lại tên đằng kia là gì nhỉ, mình xem lại xem nào. Brand Kaman đúng không? Ok, đá cho Minnesota, lại ML, giải bóng đá nhà nghề của Mỹ này. Anh em lưu ý là bóng đá nhà nghề của Mỹ nó sẽ đến cũng lâu phết đấy, tại vì là những cái trận mà trên lịch của nó là đang đến khoảng tầm cuối tháng 11. Thì bây giờ mình có đầu tháng 8, 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì mình vẫn có 4 tháng, hoàn toàn có thể là thoải mái thời gian để anh em đầu tư và thu hồi vốn. Ok, thứ nhất là chỉ số đang ấy rất rất là ổn, rất là ổn, chỉ số rất là ổn, đúng không anh em? Đấy, đều dao động 52, 60, 55, 63, nó không có sự ấy. Ok, thì trận tiếp theo cũng khá là sát nhau, 8, 15, 18. Rồi đang này là mức phí bao nhiêu, mức phí nó đang dao động khoảng tầm là 72 đô. Ok, anh em nhớ cho mình nhá, 72 đô.
72 đô mà bây giờ mình sẽ tính cho anh em nhá. Google này, giá đô hôm nay nhỉ, hai hai chín năm năm, thôi mình cứ làm lên cho thành 23.000 đi, 23.000 đi để anh em song sinh, ok chưa? Cho lên 23 nhá, hôm nay cũng khá cao này, 22,9 này, đúng không? Nhưng mà tùy, nhưng mà mình cứ cho tăng lên thì có thể anh em đổi được rẻ hay gì gì đấy thì đấy là của anh em. Máy tính mình sẽ như là máy tính này, máy tính thì mình có thể là để anh em luôn, ok chưa? Bây giờ nhá, xem nào. À, thằng này là giá sàn của nó là 72, giá thấp nhất của nó là 72. 72 mình cho thành 73 đi. 73 đô, đúng không? 73 nhân với bao nhiêu nhỉ? 73 nhân với 23.000 đúng không? 23.000. Ok. 1.679.000. Cho một vị trí rồi nha. Động đi. À không, giấy trắng. Em có cái gì để ghi ghi vào đây không? Thôi, để cứ Google đi. Không cần mình nhớ đâu, trong Google đi. Đầu tiên là dev này, dev 1 đi. Dev 1 nha. Dev 1 1.672. Ừ. Ok, 1.672.000 nha, anh em nhớ nha. Và xong là thứ nhất. Những thằng này thì mình sẽ không check về 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 chỉ số à về thì cái trận nó đá hay các kiểu gì nữa, mà mình sẽ chỉ tập trung vào tính giá tiền của nó thôi cho nó nhanh. Bởi vì là mình cũng hoàn toàn tin tưởng vào những cái bạn mà tạo ra được cái độ như này. Đấy, cũng tìm hiểu rất là kỹ, cũng là check rất là nhiều rồi, thế nên là mình sẽ không phải check lại nữa. Rồi thằng thứ hai là bạn ấy có hai thằng dép, hai hai dép nhá, hai dép và một mid, một tiền đạo. Thứ hai thằng dép này, Jose Carlos, thằng này rất là hay này, Jose Carlos này. Ok, tiền thằng Jose Carlos này, Jose thời khó đọc kia. Jose Carlos. Đây. Ừ. Chỉ số 2971 88 61 26. Ok. Xem giá tiền nhá. Một trăm linh ba đô đúng không? Mình cứ cho thành 104 đô đi, cộng 6% rất là ổn. 104, 104 nhân với 23.000, 2.392.000 nhá. Dép 2 này, cộng này, dép 2 triệu bao nhiêu nhỉ? 2.392.000, 92.000. Rồi, ok, xong. Đến lần thứ ba, lần thứ ba là gì? Rồi, Martin này, rồi Max. Đây, Philadelphia. Philadelphia đội khá là mạnh. Rồi, thằng này chỉ số ổn. Được này. Nó có chỉ số rất là hay này. Thằng này giá nó rẻ cho mình cất luôn. Giá nó cũng 137. 13 tiếng nữa là kết thúc. Thì bây giờ mình sẽ biết thằng này đi. Ít là có ít. Đây là ví dụ nha, hôm qua là mình đã chỉ anh em và các anh em đấu thầu rồi đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ thôi dẫn lại nha, và mình sẽ đấu thầu thắng để anh em xem. Ở đây thằng này nhá, ở đây thằng này là đang là 137 này, 5% này. Anh em nhớ là tất cả những chỉ số mà đấu thầu xong nhá,
thì đều nằm ở cái mức là 5% hết cho thẻ mới, cộng đều cộng 5%. Nhưng mà như là có nhiều lúc mình lên được cộng được 6% 7% đấy, không nói chứ, nhưng mà thường nó sẽ là 5%. Thì ở đây thằng này là 137, thì mình sẽ biết ở đây đi, nó đang biết ở mức là 0.053 ETH đúng không, 0.053 thì mình sẽ biết ở 0.04 đây, 0.047 ở một vị trí là ngày 40 cho nè, 40 thấp quá 40 thì khả năng là sẽ bị đấu luôn. 0.045 thôi, 116 có thể ổn mỗi gần rồi. Ok, 16 đấy, rồi, đấu luôn nhiều. Em rồi, bây giờ nha, có 116 đúng không? Thằng bọn này mà muốn đấu thêm, nó sẽ đấu lên 129 đúng không? Đấy. 13 tiếng. Ok. Đấy, ví dụ kể cả sau mình có bị đấu mất thì mình lại đấu sang thằng này đúng không? Không có gì mà phải lo cả. Rồi, đây là xong một thằng. Đấy, mình cứ để nên để sát sát giá như thế thì nó anh em đấu thầu nó sẽ gia tăng được cái tỷ lệ đấu hơn. Tính thằng thứ ba, thằng thứ ba này, chưa tính tiền nó nha, chưa tính tiền ạ. Josh Mastin xem lại tiền nhá, đây là nó là 137. 137 nha, đúng không? Đúng rồi, mình nhớ chuẩn đấy, nó là 137. 137 đô. 137 đô. 137 nhân với cả 23.000. 23.000. 3.151 đúng không? Đấy, ít. Ít này. 3.151. Đấy, mít này. Rồi, ok. Cộng với cả là thằng cuối cùng một thằng nào nhỉ? Sergio Santos này. Santos xem một ra. Nó tin thật. Đấy, đồ. Hai thằng ở Philadelphia. Ok, chỉ số tiền đạo thì thực ra thì cái chỉ số nó chấp chênh lắm anh em nhé, không ổn định được đâu, tại vì là như mình bảo ấy, tiền đạo gần như là phải ghi được bàn, kiến tạo được nhiều, nói chung là mới chỉ số nó mới lên được, chứ còn không thì nó lúc lên lúc xuống lắm, chỉ số nào thằng nào cũng vậy thôi. Những thằng top hẳn mấy trăm mấy mấy trăm đô thì mình không nói, nhưng mà tầm trung này thì gần như là tiền đạo đều như này hết. Đấy, lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống. Như 6 để mình xem nào. Đây, cái này là cái giá của nó, mình sẽ phải tính, nếu mà mình mua con 2.5 thì thôi mình lấy giá của con 2.5 này đi là 175 đô. Cái này nó mới lên đấy, thì là đây nó rẻ thôi, nếu như là nó có 133 đô. Đấy, bây giờ nó lên khoảng tầm 175 đô rồi. Đấy, 175 đô. Bít thằng này đi, mình bít thẳng luôn anh em xem nhá. Thì mình sẽ bít đó là 135. Rồi bật thẻ đi.
mình đã biết là về 135 đô rồi nhá. Bây giờ nếu mà bọn nào muốn biết thì nó sẽ biết lên khoảng tầm 150 đô. Ừ. Ok. Đấy thì bây giờ thằng này là mình sẽ tính cho các bạn ở cái giá là 175 đô. 175 đô nhá. Giá thấp nhất của nó nhá. Mình sẽ là lấy là 175 đô này. Ok. 175 nhân với 175 nhân với cả 23.000. Rồi, đó là 4 triệu 4025 cộng với cả 40.025. Ừ. Dạ, 1.025.000. Rồi, thì đây bây giờ mình sẽ cộng cho các bạn nhá. Thứ nhất, đầu tiên là mình sẽ cộng là 1.672.000 này. Rồi là 1.672.000. Đúng không? Cộng với cả đâu 2.392.000, 2.392.000 cộng với cả bao nhiêu nữa đấy, 3.151.000, 3.151.000 cộng với cả bao nhiêu nữa, 4.025. Rồi, 4.025.000. Đúng không? Rồi, ra nhá, mình tính. Đấy, cái giá của nó là 11.240.000. Rồi, ok. Thì đấy, thì thường là các bạn sẽ phải xây dựng một đội thì cái giá. Ok, như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cho anh em về một cái đội hình ví dụ của một anh em ở trên group dẫn các anh em khác, đúng không? Thì ở đấy là nó chỉ là một cái ví dụ thôi, còn lại thì tất cả sẽ phải phụ thuộc vào anh em sẽ phải tự để vào mình và check rất là kỹ thông tin, chứ mình đừng nên là thấy mình tư vấn hay thấy mấy người khác tư vấn là mình có thể là lao vào luôn, mà mình sẽ check rất là kỹ thông tin để sao cho thứ nhất là lựa chọn phù hợp với cả những cái túi tiền của mình này, thứ hai nữa là để cho phù hợp với cả 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 những cái chiến thuật của mình, đúng không? Thì ở đây thì ví dụ như kiểu là mình đã hướng dẫn anh em rồi, thì anh em thì vào market này, anh em vào phần thẻ bài, ngoài ra ở đây cái posi tiền này anh em sẽ có thấy này, sẽ có bốn cái vị trí defend, tiền đạo này, thủ môn với cả là đá giữa. Thì anh em ở đây là cái mà nó cái gọi là cái chợ đấu thầu của nó, chợ đấu thầu của dev bên phía game đấy. Thì ở đây thì anh em có thể vào đây anh em chọn lựa chọn, ví dụ anh em phiếu một thằng dev thì anh em thích là thằng dev, anh em xem những cái chỉ số, ưu tiên lựa chọn những thằng chỉ số dao động trên mức 48, 49, 50 đấy, trên đấy chứ đừng để mà thấp quá, ưu tiên những cái thằng như thế đấy. Anh em thiếu một thằng tiền đạo thì anh em có thể vào tiền đạo, anh em thiếu một thằng thủ môn hay là đá giữa thì đấy thì anh em có thể vào đấy để anh em lựa chọn đặt giá thầu. Thì thường là cái phần đặt giá thầu ấy, anh em nên đặt thấp hơn cái giá sàn sau khi mà anh em check. Ví dụ như mình nói là thằng Super Rare đi, đúng không? Điểm số đây, ví dụ như thằng này, đây, ví dụ giá đang đấu thầu của nó là 227 đô, đúng không? Thì anh em phải check xem là cái giá sàn của nó, đây, check giá sàn, giá trị thấp nhất của nó, ví dụ anh em đây, anh em thấy thằng này là 213 này, thì thằng này là cao hơn rồi, thì cái này là mình có thể là không mấy đấy, ví dụ nhưng mà mình ví dụ nhé, thằng này là nếu mà cái giá này 213 này mà thằng này mình có thể là thằng này gọi bit over over sale rồi, mình phải xem những thằng nào mà tránh những cái thằng mà bị bit over sale ra nhá, thằng hai bán 213 nhưng nó bit tận 227 lên tới 227 rồi. Rồi đây mình sẽ lấy thằng khác đi, mình sẽ lấy thằng em thằng Washington này, có quá tiền đạo này, đây là tiền đạo đi. Rồi ví dụ như thằng này Chris Thian này, đây anh em nhìn chỉ số nó dã man chưa, thằng này đang là ở trong cái đội trong cái giá tiền là 395, 300 nó đang biết là 395, mình sẽ vào check
Đặt check nha anh em nhá. Đấy, giá trị thấp nhất 395, giá trị thấp nhất là 395, giá trị nó đang bán là 514 đúng không? 514 là cái giá sàn, giá thấp nhất của nó. Ở đây cũng như thế thì anh em chỉ biết nó dao động khoảng tầm là 450 thôi anh em nhá, khoảng tầm 450 cho đến khoảng tầm 460 thôi. Đấy, anh em sẽ đặt giá thầu ở đây. Mình có thể là đặt giá thầu là 460 đấy, ở khoảng khoảng ấy thôi, chứ mình đừng nên đặt ở khoảng tầm 500 hay là 400 bao nhiêu. Đúng không? Đừng đặt ở sát quá, hay là 490 thì nó sát quá, mình sẽ đặt ở cái mức khoảng tầm là 460 cho đến, nếu mà anh em khoảng tầm 470 là khá là đẹp, thì đặt được khoảng tầm 470 thôi. Nhưng mình đừng đặt sát quá để mình tránh, để mình tính được những cái rủi ro anh em mình, đúng không? Nếu mà mình đặt mà giá cao quá khoảng tầm 500 bao nhiêu thì mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn, chứ chưa chắc là phải thằng này anh em, đúng không? Vì ở đây nó game này nó có rất rất là nhiều cầu thủ, nó sẽ không có một cái cầu thủ nào mà chiếm một cái thế thượng phong hoàn toàn. Ví dụ như kiểu các game khác là nó sẽ có một con pet để nó chiếm một cái thế thượng phong, là anh em chỉ sở hữu con pet đấy, là anh em có thể qua ải, là anh em có thể là đi đánh mang đi đánh nhau anh em, mình đúng không? Thì ở cái thì ở game này nó không không như vậy, mà chỉ cần là anh em phải lựa chọn chuẩn cầu thủ. Ví dụ là cùng với cái mức giá như này nhé, cùng với một thằng có thể là chỉ số nó rất là, nó đều ngang nhau thôi, nhưng mà cái mức giá của nó chỉ có khoảng tầm hơn 400 thôi. Đấy, anh em hình dung chưa? Đấy đấy, thế nên là cái này là mình sẽ phải check rất là kỹ, và để mình lựa chọn được những cái ấy mà những cái giá phù hợp. Và mình ưu tiên, luôn luôn ưu tiên là mình sẽ phải đấu thầu thấp hơn ít nhất là cái mức giá sàn, là giá thấp nhất của nó đang bán trên thị trường là thấp nhất là 40 đô đấy, chứ mình sẽ không bao giờ mình để cho nó quá là sát thì cái mức mà đang bán giá thấp nhất đấy, tối thiểu luôn luôn là 40 đô. Ok. Ok, như vậy là để mình tổng kết lại là ví dụ là các bạn có thể là đầu tư khoảng tầm từ 10 cho đến 12 triệu là có thể tham gia được bộ môn game Solare rồi. Ngoài ra thì nếu mà để mà về lâu về dài thì anh em nên đầu tư tối thiểu là 2 đội để cho mình có các cầu thủ thay ra thay vào ấy, tại vì là các tuần của nó sẽ diễn ra cứ 3 ngày là một tuần, thì sẽ là 3 ngày thì sẽ có một cầu thủ được đá. Đấy, rất là cũng có cái xác suất mà cứ 3 ngày cầu thủ đá liên tục thì nó rất là ít, thường bọn nó sẽ phải nghỉ khoảng tầm đâu đó 2-3 ngày. Đấy, thì mình nên có những nhiều cầu thủ để mình đan xe với nhau. Thì như vậy thì ví dụ ở cái mức khoảng tầm 12 triệu thì anh em sẽ đầu về lâu về dài anh em sẽ đi dần lên, và còn không thì anh em sẽ đầu tư khoảng tầm là 24-25 triệu đấy, để là đi về đường dài với cả game. Ok, thế thì mình nghĩ rằng chắc là video này mình sẽ dừng ở đây thôi. Anh em có bất kỳ những cái câu hỏi nào thì có thể là do vào cái cộng đồng Facebook này, thì anh em có thể đặt câu hỏi trên này, thì anh em rất đông anh em trên này thì sẽ hướng dẫn anh em hoặc là sẽ chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngoài ra thì anh em có thể là inbox trực tiếp cho mình, thì mình nếu mà mình biết thì mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ các bạn. Ok, thì chắc là mình xin phép dừng video ở đây. Ở dưới thì mình vẫn sẽ để link, nếu mà anh em đăng ký qua link đấy thì sẽ được nhận được một thẻ free. Ngoài, trong trường là anh em phải đấu thầu 5 con nhé. Đấy. Ngoài ra thì ngoài ra thì sẽ có thêm một cái link Facebook nữa. Link Facebook thì anh em phải giao vào cộng đồng Facebook và bảo chia sẻ cái link với nhau. Thì đây thì là cái Facebook của anh em. Ok, hẹn gặp các anh em ở những video tiếp theo.